rất là cực. 2.000 con vịt mà phải đưa qua đưa lại vậy đó. Tấp nào về trước thì đưa qua trước, tấp nào chưa về thì ở lại. À, quý vị thấy xung quanh không? Một đàn vịt màu hồng rất là đẹp. Linh Trời Quê xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thưa quý cô chú anh chị và các bạn, trong một lần về Đồng Tháp, Linh Trời Quê gặp được cảnh lùa đàn vịt chạy đồng của các cư dân nuôi vịt tại đây. Và ngạc nhiên hơn nữa là thấy một đàn vịt chạy đồng có một bộ lông màu trắng hồng, trông rất đẹp mắt nha. Hôm nay Linh Trời Quê xin được chia sẻ lại vài cảnh quay của đàn vịt chạy đồng này. Xin mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng theo dõi với kênh Trời Quê nhé. Là cái quốc lộ 30 là quốc lộ mới mở này, cái hướng đi Hồng Ngự á. Đó, cái hướng bên kia là đi đi Hồng Ngự, còn hướng về đây là cái hướng về Đồng Tháp, Cao Lãnh. Nên buổi chiều là xe rất đông. Phía bên đây là cánh đồng. Ở đây cũng rất nhiều chú vịt lắm. Cả xa xa quý vị thấy còn những chú vịt khác nữa. Đây, khi đàn vịt đã đầy đủ bắt đầu sau quốc lộ này. À, quý vị thấy không? Rất là cực. 2.000 con vịt mà phải đưa qua đưa lại vậy đó. Tấp nào về trước thì đưa qua trước, tấp nào chưa về thì ở lại. Chúng đang no về, bắt đầu rút xuống mấy cây bông điên điển á. Rồi rỉa lông, nghỉ ngơi. Quý vị và các bạn thấy không, vịt nó không có sợi xe đó, bắt đầu nó chạy qua, nếu mình không có lùa qua bắt đầu nó chạy qua bình thường. Quý vị và các bạn thấy không, khi muốn di chuyển một đàn vịt qua đường rất là cực nha. Vì khi đàn vịt đi ăn ngoài đồng về á, là chúng không theo một cái đàn về một lần đâu, mà đi về từng tớp, hết tớp này rồi tới tớp khác. Mà công việc của mấy anh trai đứng ở trên đường á, là canh khi nào không có xe rồi đưa cho chúng qua đường.
Quý vị thấy nghe thấy cái nghề nuôi vịt rất là cực quý vị. Nếu đang vịt ở bên kia, chú bên kia thì anh không có cần mà phải đưa qua vịt qua lò như thế này. Lúc này dắt chiều thì xe trời mát, xe cũng đông. Đó, vịt bắt đầu di chuyển qua bên đây. Mấy chú vịt nó di chuyển xuống đây xong bắt đầu rỉa lông nghỉ ngơi sau một ngày đi ăn. Thôi quý vị và các bạn thấy nó có cái màu hồng hồng không? Tạt màu vào quý vị. Sau khi đàn vịt đi ăn về xong, bắt đầu chúng sẽ rút vô những cái lùm này. Tại vì ở đây nó có cái một bãi cỏ xanh luôn. Và cái lùm cây này là cây bông điên điển quý vị. À, quý vị thấy chưa, hồng hồng trắng trắng mà rớp vô lùm cỏ xanh nữa, nhìn giống như mấy con thiên nga quý vị, rất là đẹp. Khi Linh đến đây là cái vào buổi chiều quý vị, thì buổi sáng mà Linh có đi chạy ngang Linh thấy rồi, thì chiều Linh trở lại quay review lại cho quý vị các bạn xem. Oh, trắng muốt rất là dễ thương, hồng hồng luôn. Trắng muốt như những con thiên nga luôn, rất là dễ thương quý vị. Đó, nó nằm ẩn mình trong những cái cây bông điên điển á, nhìn nó xanh xanh, đỏ đỏ, hồng hồng, giống như một bức tranh vậy. Phía bên kia cánh đồng thì anh bạn kia cũng tiếp tục lùa đàn vịt về. Vì đàn vịt trên 2.000 con nên lùa chúng về cũng phải mất vài giờ đồng hồ để qua đường đó quý vị. Bên cạnh đàn vịt màu hồng thì cũng có một đàn vịt khác. Xa xa thì có hai vợ chồng du mục đang lùa chúng về. Đây là cảnh những nông dân du mục khi họ cho vịt đi ăn. Bây giờ họ sẽ lào về quý vị. Anh chị nuôi được bao nhiêu con? Ngàn hả? Thấy ít quá ha. À, mình nuôi vịt vịt ba thịt thôi hả? Dạ. Này mình kêu vịt gì hả anh? Hòa Lan. Hòa Lan ha. Hòa Lan á, lông nó đen vậy ha. Ừ. Dạ. Cho đi ăn xa lùa về cực quá ha. Đây là vịt Hòa Lan quý vị. Quý vị thấy nó rất là có cái lông đen.
nó không giống như cái vịt tàu hoặc là vịt siêu thịt kia. Đó, sau khi ăn xong về hoặc là chúng sẽ nghỉ ngơi ở lông. Quý vị thấy xung quanh không? Một đàn quỳt màu hồng rất là đẹp. Này mình nuôi mấy tháng mới rã hả anh? 3 tháng anh. 3 tháng hả? Giờ màu hồng nhìn nó đẹp quá ha. Ôi không đều sao có con này nhỏ nhỏ xíu à. Có con nó bị dành ăn nó đẹp ngắt à. À, kênh chợ quê. Bây giờ đi lên chợ quê dạo một vòng quay là tận cảnh lại cái đàn vịt màu hồng cho quý vị và các bạn xem ha. Quý vị, 2.000 con là nó vô đây nó nghỉ. Bây giờ là tầm khoảng 5 giờ rưỡi chiều, 17 giờ 30 đó quý vị. Đây nó nằm khắp luôn. Tại vì nó mệt nó hiền nha, chứ không phải là nó hiền đâu. Thấy người ta nó cũng chạy. Đây là toàn cảnh đàn vịt màu hồng trên 2.000 con này quý vị và các bạn. Sau một ngày đi ăn ở ngoài đồng về, bây giờ chúng nằm nghỉ ngơi trên đám cỏ hoặc ở trong cái lùm cây bông điên điển rất là nhiều. Vì hồi nãy anh chủ vịt này ảnh bận việc nên Hoài Linh cũng không có phỏng vấn ảnh cách nuôi vịt này như thế nào. Tại vì cái đàn vịt này là ảnh nuôi vịt thịt chứ không phải là vịt đẻ nha quý vị và các bạn. Vậy xin mời quý vị và các bạn đón xem những tập tiếp theo. Hoài Linh sẽ đến đây để phỏng vấn anh chủ nuôi vịt này ha. Đến đây Linh chợ quê xin kết thúc video clip đàn vịt chạy đồng màu hồng. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn những tập tiếp theo của kênh chợ quê nhé. Bye bye và xin chào tạm biệt quý cô chú anh chị và các bạn.